Chào mừng các bạn đến với kênh Vam Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì bước sang năm mới, năm 2022 ha. Chúc các bạn và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc ha. Đây, hôm nay mình sẽ tiến hành là lắp ráp cái mẫu mô hình mới các bạn. Đó. Thì cái mẫu này cái hộp mới thôi các bạn. Còn cái loại cũ không có hộp đây. Cái này cũng không biết của hãng nào luôn á. Đó, nhưng mà hai cái mẫu này mình thấy có vẻ nó giống nhau. Rồi thấy không? Nó gần như là y chang nhau chứ không khác gì nhiều luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ ráp cái mẫu mới các bạn ha. Mẫu này thì có 288 miếng. Đó, cái mã của nó nè, VK21 24 14 tuổi. Đó. Các bạn coi sơ qua hộp thì các bạn nào cái mẫu cái mã mà nó giống y chang nhau vậy ha. Đó. Thì có thể xem video này và tham khảo để lắp ráp. Đó, hình này là hình mặt trước và bên hông rồi. Ráp xong ra thì được như vậy. Đó. Và là cái mẫu cuối cùng lắp ráp được như vậy nè. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp luôn ha. Đây, đầu tiên là cái tờ giấy hướng dẫn lắp ráp của nó các bạn. Thì trong đây mình thấy người ta hướng dẫn lắp ráp cũng rất là rõ ràng ha. Đấy. Cũng không khó đâu mà. Mình lắp một hai lần là mình sẽ biết cái cách lắp cái này thì mẫu này thôi. Đây, trải qua 22 bước. Và đây là tác phẩm cuối cùng này. Rồi, giờ mình sẽ bắt tay vào lắp ráp. Còn đây là cái mẫu mô hình kim loại mình cũng vừa lắp ráp xong đây. Đó, bạn nào thích mô hình kim loại hoặc là mô hình Lego thì có thể tham khảo ha. Đó, mình đã đăng rất nhiều video về những cái mẫu đó các bạn. Xem chi tiết nè. Mô hình kim loại nó khác rất là đẹp. Đó, trên đây người ta cũng khác rất là chi tiết nè các bạn. Nhà mình thấy bự không? Đó. Nằm nguyên trong lòng bàn tay đó. Rồi, ở đây mình trình bày sẵn 3 bước ha. Bước số 1, bước số 2, bước số 3. Đó, giờ mình lắp bước đầu tiên nha các bạn. Đây, đầu tiên là cái miếng này. Và miếng này. Thì ví dụ như các bạn coi ha. Đó đây nè. Ở trên đây người ta sẽ lấy một cái miếng 3, miếng màu vàng 3 ô ha. Với lại miếng màu vàng 2 ô dưới đây. Thì các bạn thấy là cái đuôi của mũi tên á. Với lại cái đầu mũi tên nè. Đó thì các bạn lấy cái miếng này. Lắp vô miếng này thôi. Đó. Phần đầu của miếng 3 nè. Lắp vào phần đầu của số miếng số 2. Thì nó sẽ ra được một miếng như vậy. Đó. Tương tự như cái phần còn lại đó ha. Đây, cái chỗ này nó hơi lung tung này. Đó. Các bạn lấy cái miếng này lắp vào đây. Thôi được như vậy ha. Đó. Hai cái miếng này nè, để vào đây. Đó, tiếp theo là cái miếng này. Đó, miếng này thì mới dính hai miếng này lại với nhau ạ. Chỗ này nó hơi lục tung một tí vậy ha. Đó, những bước sau còn lại thì nó sẽ dễ hơn. Rồi, miếng ba lắp vào đây.
Rồi, bước đầu tiên các bạn. Cái này là những miếng nằm ở dưới nè. 2 miếng 4. Rồi, miếng 6. Rồi, giờ mình sẽ sang bước tiếp theo là bước số 2 ha. Nó lắp được bước số 1 là bước số 2 cũng đơn giản lắm. Đây. Rồi, như vậy là xong bước số 2 các bạn ha. Rồi, mình sang bước số 3. Bước số 3 thì nó có 2 lớp ha. Mình làm sẽ làm cái bước đầu tiên của bước số 3 trước. Rồi, đây là xong cái lớp số 2 các bạn. À, cái lớp đầu tiên của cái bước số 3. Rồi các bạn coi thấy chỗ nào hở thì bóp cho nó chặt xuống ha. Cái này người ta có bán cái búa các bạn. Giống như cái búa vậy. Có thể mua về gõ. Nhưng mà mình lấy tay mình làm được rồi. Nên cũng không cần. Rồi, đây là bước đầu tiên của bước số 3. Mình sẽ sang cái lớp tiếp theo. À, cái chỗ này lộn một chút nha, này gỡ mấy miếng này ra. Đây, chỗ này lộn rồi, cái chỗ này phải xích xuống một ô mới đúng. Rồi, ở trong đây nó có một cái cây vậy ha. Đó, mình lấy mình gỡ ra. Đó. Rồi, hai cái miếng màu tím này thì đúng rồi bạn ha. Cái miếng này lộn này, mình xích xuống đây một ô luôn. Đó, áp xích xuống như đây. Rồi, tiếp theo là miếng này. Thank you.
Rồi, sau 3 bước thì các bạn được một cái hình như vậy. Rồi, mình sang những bước tiếp theo ha. Thì ở đây mình bước là bước số 4 mà. 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 và bước số 9. Tại những cái này nó cũng ít miếng mà. Mình để sẵn đây cho nó lắp cho nó lẹ luôn. Rồi. Giờ mình sẽ sang bước số 4 ha. Đó, và lắp như vậy ha. Chỗ này nó hở ra một chút nữa. Đó như vậy em ạ. Đây là xong bước số 4. Rồi, giờ mình sang bước số 5. Rồi, mình xong bước số 5 ha. Giờ sang bước số 6 đó ạ. Rồi, cái miếng màu vàng này mình lắp chỗ này ha. Rồi, đây là xong bước số 6 ạ. Rồi, mình sang bước số 7 ha. Thank you.
Rồi, đây là cái lớp đầu tiên của cái bước số 7. Giờ mình sẽ lắp cái lớp tiếp theo ha. Đây. Chỗ này các bạn để cho nó dư ra 2 ô ha. Đây, bỏ vô đây nè. Này, miếng cuối cùng của bước số 7. Rồi, mình sang bước số 8 ha. Đây, cái bước số 8 này các bạn để cho nó ra một ô ha, dư ra một ô này. Đó. Đó, đây là bước số 8. Rồi, để lắp bước số 9 thì mình làm nhiều phần quá ha. Đầu tiên cái này đó. À, chỗ này bỏ vô cái đầu này ha. Đó. Như vậy. Rồi, mình sẽ gắn nó lên trên đây. Đó, gắn như này ha. Đó, một cái. Rồi, cũng tương tự vậy. Mình làm cái bên đây. Rồi, sau khi xong, mình lắp vào đây ha. Đó, nếu mà lắp đúng thì bạn chừa cái này. Chỗ này 2 ổ là 2 lỗ này, chỗ này 2 lỗ này, đó. Rồi, bước tiếp theo, lắp này vô đây. Đó, như vậy là mình đã xong bước số 9 ha. Đó. Rồi, giờ mình sẽ sang 6 bước tiếp theo ha. Bước số 10, 11, 12, 13, 14 và bước số 15. Đây, sau 9 bước mình được nhục khối như vậy nữa các bạn. Mấy cái chỗ này ha. Nếu mà được thì bạn bớt cho nó sát nha. Đừng cho nó hở. Rồi, giờ mình sẽ sang bước số 10. Đây, đầu tiên cái này không? Rồi, cái miếng này mình lắp nó xếp trong một ô ha. Đó.
Rồi, đây là bước số 10. Giờ mình sẽ sang bước số 11 ha. Rồi, đây là xong bước số 11 ạ. Tiếp theo bước số 12 ha. Đó. Bước số 12 mà ha. Rồi, giờ mình sang bước số 13. Cái màu tím ở trên này nó nhạt hơn một chút rồi ha. Đó. Mình sẽ lấy hai cái màu giống giống nhau mà. Đó hai này nè. Tím ở trên này thì nó nhạt hơn, màu tím trên này thì đậm hơn nè. Cái này màu sắc nó cũng hơi khó nhìn chút đó. Không để ý là lấp lộn. Rồi, cái này bước số 13 ha, những cái miếng này dư các bạn. Rồi, mình sẽ sang bước số 14 ha. Rồi, cái bước số 14 này mình còn thiếu hai cái này nữa ha. Thiếu hai miếng này. Đó, vậy là xong bước số 14. Tiếp theo là bước số 15.
Rồi, sau 15 bước này bạn cũng sắp thành rồi đó. Còn một khúc nữa thôi. Nhìn hai con này giờ nó cũng y chang, chả khác gì. Rồi, giờ mình sang 6 bước cuối cùng các bạn ha. Bước số 16, 17, 18, 19, 20 và bước số 21 ha. Đây, sau bước 15 thì mình có được một miếng như vậy. Rồi, giờ mình sẽ sang bước số 16. Rồi, mình sang bước số 17. Rồi, đây là bước số 17 nha bạn. Ở trong đây thì rỗng ha. Rồi, mình sang bước số 18. Rồi, mình sang bước số 19. Đó, bước số 19 đơn giản thôi. Bước số 20. Rồi, cái bước số 20 này quay vậy mới đúng ha. Đây. Đó. Và cuối cùng là bước số 21. Rồi, đây là 6 bạn. Con này là con mới lắp xong ha. Đó, con này là mình lắp lúc trước nè.
thì có chỗ này nó cái màu nó bị lộn nữa đây. Đó, nhưng mà vậy cũng được. Nếu mà đúng thì phải màu vậy các bạn. Nguyên cái tai nó cùng một màu này. Đó. Rồi những cái màu này xuống dưới đây. Sinh đôi nhưng mà hơi khác nhau một tí ha. Đó. Còn lại thì mình thấy nó giống y hệt ha. Cái màu sắc thì con này nó đậm hơn một chút à, màu tím này nè. Đó. Hai chị em sinh đôi luôn. Rồi, video wrap up của vịt này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thì nếu các bạn thấy video ít, các bạn nhớ cho kênh một lượt like, một lượt subscribe. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye.